Và hôm nay lại là một buổi tối ngồi ở cái phòng trên lầu 1 để ngắm những em huyết lông của mình làm nè mọi người ha. Làm ra không phải là mình đẻ ra nha, mà là mình nhập ra. Mình nhập từ nhỏ và mình nuôi lớn lên cho nó ra như thế này. Rất là nhiều cá đây mọi người nha. Nguyên căn phòng đây. Rất là nhiều ha. Thì em hay ngồi ở cái phòng này. Đó, vào buổi tối khi mà khách hàng đã hầu như là không có đến nữa, là tối nghỉ rồi ha mọi người ha. Một chai trà nóng và ngồi đây để nhìn những em cá của mình ha. Thì trong cái clip ngày hôm nay em sẽ review cho mọi người chúng ta xem khoảng tầm hai mươi mấy con huyết size từ 50 cho đến là 60 cm, 50 đến 60 cm mọi người nha. Lúa chỉ từ là 14 củ 8 rồi là mười mấy củ, 16, 17, 18 củ mấy, 19 củ mấy mọi người ha, đủ các loại luôn. Có cả những con huyết belly, những con đuôi kèn, màu VIP. Rồi, ok, bây giờ sẽ quay từng con cho mọi người chúng ta xem nha, tránh mất thời gian của mọi người ha. Ok. Ok mọi người, thì đây là em ô số 1 nha mọi người nha, con này 50 cm, 18 củ 5. Ô số 1 ha. Con này thì mắt màu rất là ok, chuẩn chỉ, đầu muỗng, đuôi to ha. Và màu đang lên rất là tốt luôn. Con này nó đã leo lưng luôn nha mọi người nha. Đỏ lưng luôn ha. 18 củ 5, 50 cm. Đó, bên em có nhận góp theo tháng rồi có giao lưu nâng cấp cá nha mọi người nha. Mấy em cá trong clip này thì đang bơi ở Châu Văn Liêm. Đó. Số 38 mọi người ha. 5. Rồi, ok mọi người ha. Ở bên trên này thì có một bé size lớn hơn, em này thì 57 cm, 58 cm. Gần 60 rồi đó. Em này là 21 củ. Mắt môi này nọ chuẩn chỉ hết nha mọi người nha. Em này chưa đánh đèn ngày nào hết nha. Chưa có tanin ngày nào hết. Cá này thì em chỉ nuôi lớn thôi, rồi khi mọi người chúng ta đem về thì chúng ta đánh đèn thì cho mọi người sẽ được trải nghiệm là con cá của mình nó sẽ được lên từ từ, từ cái lúc mà màu nó đang chưa có đỏ như thế này, rồi nó sẽ lên từ từ, nó dần dần nó đỏ hết mọi người ha. Cái đổi số 2 nha. Đó, còn anh em nào chúng ta muốn con cá nó đỏ hơn thì chúng ta chọn bé này. Bé này là ô số 3, 22 củ ha. Mắt môi chuẩn chỉ, body sumo, ngắn đòn, mập mạp ha, màu đỏ hơn. 22 củ nha. Mã clip này là mã clip là 134. Bên em có giao lưu và có góp cho anh em mình mọi thể loại ha. Đó, em này thì khoảng tầm 55 cm đầu muỗng nha mọi người nha. Đó. Rồi, ok mọi người ha. Rồi, thì tiếp theo đây là ô số 4 mọi người ha. Con này là 48 cm. Em này là nó bữa nó bị đánh nhau trong một cái đàn cộng đồng mọi người ha. Thì nó có rách đuôi xíu, đang mọc lại ha, còn lại rất là đẹp luôn, màu mè đuôi càng mắt môi vẫy đồ leo lưng hết đầu rất là đẹp luôn. Em xả 14.8 nha mọi người nha. Con này là 48 cm đầu muỗng luôn nha mọi người. Con này màu rất đẹp ha. Con số 4 14.8, mã nhất là 134. Em nó đang bơi tại Châu Văn Liêm số 38 ha. Bên em có nhận giao lưu có góp tháng cho anh em mình luôn. Con số 4 nha. Rồi, kế bên đây là ô số 5. Em này khoảng tầm 55 cm. Em này là 19 củ 5. 55 cm. Con này màu đỏ bầm nha mọi người nha. Con này lớn lên nó sẽ màu đỏ rất là đậm, đỏ bầm ha. Đó, mắt môi thì ok hết, chuẩn chị 19 củ 5, size 55. Clip này là con này là ô số 5 nha. Và 55 cm luôn. Cái má nó lên rất là đậm rồi nha mọi người ha. Đó. Cá nuôi ao chưa đến đèn ngày nào. Con này em thích về chúng ta ốp vô phát là nó đỏ lên rất là nhanh ha mọi người ha. Rồi, ở trên này là ô số 6 nha. Bé này là cũng 53-55 cm, cũng đầu muỗng, cũng mắt môi ha. Con này là 16 củ 8 nha mọi người nha. Bây giờ huyết nó mềm, mềm kinh cũng mềm luôn. Bây giờ mà con huyết size hai mấy mà đuôi càng tuyển thì bây giờ cũng mười mấy củ. Đó. Còn bây giờ mấy con cá này lớn cỡ này rồi, cũng đầu muỗng, cũng đuôi càng, cũng màu mè, cũng chuẩn chỉ hết mà chỉ có 16 củ 8 thôi. Đó, 55 cm như thế này thì không thể nào rẻ hơn nữa rồi mọi người ha. Đó, con số 6 nha.
Rồi ở bên đây là ô số 7. Ô số 7 này là 18 củ 5. Con này khoảng tầm 52 cm. Mắc mơ chuẩn chỉ nha mọi người nha. Cá em là cá nuôi ao, không có chỉnh sửa gì hết nha mọi người. Đó, môi đỏ, đầu muỗng, má đỏ ha. Chuẩn chỉ ô số 7, 18 củ 5. Đó, đây là ô số 7 nha mọi người nha. Đó. Ngon lành ha. Ô số 7, 18.5 củ. Đó. Rồi, ở bên dưới đây là một bé màu cực kỳ đỏ luôn anh em ơi. Khoảng tầm 55-57 cm. Nuôi càng rất đẹp, đầu muỗng chuẩn chỉ hết luôn. Em này là 20 củ nha. 55 cm đầu muỗng. Con cá này rất là liền lạc, không có bệnh cái gì hết mọi người nha. Cái này thì do cái mắt nó kéo ao, kéo lưới á, thì nó có cọ cọ vô nó hơi đục đục tí nha. Cái này không thành vấn đề anh em ha. Cái này may 2-3 ngày thì nó bình thường lại thôi. Con này đuôi tròn tam hoa, rất là đẹp nha mọi người nha. Body màu mè tất cả mọi thứ ok hết nè. Dàn lưng rất là đẹp luôn. Cái này là 20 củ nha, ô số 8 mọi người ha. Ô số 8. Đó. 20 củ. Rất là đẹp. Rồi, bên đây là một bé này là ô số 9. 57 58 cm. 57 58 cm, đuôi to. À, dài đầu muỗng màu rất là tươi luôn nè anh em thấy không, màu đỏ tươi luôn. Và em này là ô số 9, 25 củ nha mọi người nha. 25 củ, con này xuất sắc luôn anh em ơi. À, đầu muỗng đầu màu xanh lá cây luôn ha. Đây là ô số 9. Ô số 9, 25 củ nha mọi người nha. Rồi, bên đây là ô số 10. Bé này là 22 củ. Con này là đầu muỗng gãy luôn. Đó, ngắn đòn nha anh em. Ngắn đòn như là mấy con semi sọt luôn ha. 22 củ, con này ô số 10. Màu rất là đậm luôn, màu đậm cực kỳ luôn. Và cái hồ thì nó hơi dơ chút xíu nha mọi người. Đó. Nè, cái lưng nó có gù luôn nè. Đó, vảy lên viền rất là đỏ, đỏ đậm rồi, đỏ tươi rồi. Đó. Con cá đen thui, những con đen này thì nó lớn nó lên màu thì nó rất là đậm nha. Rồi, cái đầu đen càng đen luôn. Đó. Anh em nào mà thích chơi cá mà kiểu như mà chơi tố chất đó, thì lựa những con đen như vậy ha. Thì bên cạnh họ cũng có một số anh em mình thích cá nó cái màu nền nó sáng ha. Những con đó thì anh em có thể nuôi con trắng không sáng lên thì nó sẽ sáng cái nền ha. Thì đây là con ô số 11 nha. Ô số 11 này là 58 cm, con này là 22 củ. Con này đuôi rất là to luôn, đuôi cực kỳ to nha. Đầu muỗng đầu màu xanh lá cây. Con này thì cái tông nó sáng hơn, con dưới thì nó đậm hơn. Môi nó đen luôn, râu nó đen rồi càng nó đen luôn ha. Em này thì 58 cm, đầu muỗng đuôi càng. Em này 22 củ nha. Ô số 11. Clip này em quay khoảng tầm 20 mấy con nha mọi người nha. Con này đẹp lắm nè anh em. 22 củ ha. Rồi, bên đây là siêu phẩm về màu nha. Con này 23 củ. Con này ô số 12, đầu màu xanh lá cây. Cái mặt nó có chảy hai chỗ nha, cái này nó sẽ lên màu lại rất là nhanh nha mọi người nha, tại cá lớn lên lẹ lắm. Đó. Này. Màu cực kỳ đậm luôn. Đó, nó 58 cm, ô số 12, 23 củ. Đó. Mắt môi là rất là sát nha mọi người nha, đỏ tươi luôn ha. Đó. Cái màu đỏ rất là chất nha, ô số 12, 23 củ. Rồi, ở đây là ô số 13 mọi người nha. Ô số 13 con này 50 cm. À, đầu màu xanh lá cây. Đầu đỏ hết, lưng đỏ hết luôn. Đó, 50 cm. Con này 17 củ 5 thôi. Con này vảy rất là sáng nha. Anh em thích cá vảy sáng thì lụm con này về chơi ha. Đó. Màu đỏ tươi, vảy sáng, lòng vảy có màu xanh lá cây. Đầu cũng màu xanh lá cây luôn. Dáng dốc anh em thấy không, đầu muỗng lưng gù
quá ok nha mọi người nha. Đây là ô số 13, 17 củ 5 ha. Rồi, tiếp theo là ô số 14. Ô số 14 nha. Đó, con này là mới kéo ao lên. Con này là bên chạy mới về, ngắn đòn bản cao giống như body shop luôn anh em ha. Đầu gãy ha, đầu muỗng gãy. 21 củ. Con này tầm 55 xăng. Đó, mình chạy về. Cá nó chưa có quen hẳn hồ nha mọi người nha. Đó, nhưng mà con này rất là đẹp luôn, 21 củ. Đó, body đuôi càng rất là lực nha. Rồi, bên dưới này là ô số 15. Ô số 15 50 xăng. Con này màu đỏ lè luôn. Màu cực kỳ đậm. Em này là 18 củ 8. Đập tay vào cái hồ cái này nó hơi bị nhát chút xíu. Con này màu rất là phết luôn, đỏ xuống bụng luôn nha mọi người nha. Đây, bụng nó đỏ luôn nè. Đó, em này 18 củ 8 nha. Ô số 15 50 xăng, 18 củ 8. Rồi, ở đây là ô số 16. Con này là sumo bản cao, 19 củ 8. Size 55. Đấy. Mấy con này là mấy cái dãy này là mới cá mới chuyển hồ từ bên chạy về cho nên là mấy em nó chưa được sung lắm nha mọi người nha. Đó. 19 củ 8 ha. Thì bên em cá rất là nhiều, còn trên lầu 2 nữa. Anh em nào mà qua chúng ta xem chúng ta ưng con này chọn không thì mình lên mình chọn trên lầu 2 cũng được ha mọi người ha, rất là nhiều cá nha. Tiếp theo là ô số 17, con này siêu màu luôn. Màu cực kỳ đẹp luôn. Ô số 17, con này 24 củ nha. 24 củ size 60. Màu siêu vip, đầu siêu muỗng. Đó. Quá trời đẹp rồi. 24 củ ô số 17. Đó, mắt môi là sắc rạc nha mọi người nha. Ô số 17, 24 củ ha. Rất đẹp. Rồi, ở đây là ô số 18. Ô số 18 này là 58, 60 xăng. Con này 25 củ. Đầu muỗng sumo 25 củ nha. Rồi, ở đây là ô số 19. Con này cũng 25 củ luôn. Tầm 58 xăng. Con này nó lù lù như cái tàu ngầm luôn mọi người. Cái hồ này quá nhỏ so với nó ha. Cá chưa đến đèn ngày nào mà màu nó rất là đậm luôn. Đầu nhỏ, mỏ vỡn nha. Đó. 25 củ, ô số 19. Đó. Mấy cái hồ này quá nhỏ so với nó cho nên là mấy em cá bơi không có được tự nhiên nha mọi người. Đó. Nên là có hồ lớn mình rước về, mình để nhà mình trưng thì nó sẽ ok hơn ha. Lấy hồ nhỏ quá. Rồi, đây là ô số 20. Một bé đuôi càng rất là khủng luôn. Con này thì cái vảy nó lên bông rất đẹp. 25 củ nha mọi người. Càng dài, đuôi rất là khủng luôn. Càng dài đuôi rất khủng, 25 củ, ô số 20. Ô số 20, 25 củ nha mọi người nha. Đầu muỗng đuôi to càng dài. Cậu này tầm 48 xăng. Quá đẹp. 25 củ thôi.
là ô số 21, 17 củ 9 nha mọi người nha. 17 củ 9, em này 50 xăng. 17 củ 9, ô số 21 ha. Vẫy lột lưng. Đó, màu lên đầu luôn. Bơi rất là thư thái như cái tàu ngầm đó nè. Mấy cá lớn này nó bơi chậm ha. Đó. Rồi, ô số 21, 17.9 cũ. Lưng lọc hết rồi nha mọi người nha. Rồi. Trong cái phòng này thì em đã có một bé cá đột biến nha mọi người nha. Con này là huyết long belly. Em này khoảng tầm 50 cm. Belly chỗ rất là nhiều ha. Sô-cô-la, lòng vẫy. Chỗ kín bụng hết rồi. 50 cm, mắt môi chuẩn chỉ hết. Em này là còn có 45 củ nha mọi người nha. Giảm còn 45 củ. Đầu muỗng huyết long belly ha. Belly tức là lòng vẫy nó có cái màu sô-cô-la. Đó mọi người thấy không? Đó. Chuẩn chỉ nha, 50 cm. 45 củ. Ô số 22 ha mọi người ha. Rồi, đây là một bé size khủng nha. Con này là ô số 23, 24 củ. Em này là 60 cm, đầu muỗng sumo. Rất là sumo luôn. 60 cm nha. 24 củ. Em này bơi quá chật, nó quay đầu không có đủ chỗ luôn anh em ơi. Nó quay đầu nó phải cong người lại rất là nhiều ha. Anh em nào có hồ lớn lấy nó về đi, có 24 củ thôi. Mắt môi chuẩn chỉ, đầu muỗng luôn. Rồi, và đó là hết tất cả những con cá trong clip này ha. Anh em thích con nào thì cứ bấm số của em nha. 09, đầu 09 nha. Đó, đầu 09 rồi 2222 rồi 2323. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Rồi, bye bye. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người chúng ta trong những clip tiếp theo ha. Ok.